Chương trình Khai Tâm và Tracy Phạm Minh Trâm xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Khai Tâm do Hội Từ Bi Phụng Sự chủ trương dưới hướng dẫn của Thầy Hành Trường. Chúng giới thiệu quý vị Thầy Hành Trường ạ. Thưa Thầy cũng như thưa quý vị, trở lại với chương trình Khai Tâm chúng ta hôm nay tiếp tục vẫn nói về chuỗi bài Kinh Hoa Nghiêm. Và hôm nay đặc biệt Thầy muốn giới thiệu lại cho chúng ta bốn cái ba la mật đầu tiên mà theo cái định nghĩa, theo cái tầng tâm thức mới trong Kinh Hoa Nghiêm, cũng dùng chữ mới không đúng, mà trong Kinh Hoa Nghiêm Thầy muốn so sánh và cũng như định nghĩa lại để chúng ta hiểu hơn về cái mấu chốt là thập địa, phải không Thầy? Dạ, thì con xin Thầy. Cái lý do đó mà rất là quan trọng là bởi vì đó, khi mà Thầy càng nghiên cứu phía sau đó, Thầy thấy là những cái chuyện mình làm, mình nói mà nói không đủ thì phía sau nó khó hiểu lắm. Tại cái tầng tâm thức của Bồ Tát thập địa nó quá cao đi. Cái chuyện Ngài làm nó quá cao đi, thành ra là phải có cái cách gì để cho mình hiểu đó. Muốn hiểu như vậy đó thì mình mới dùng cái bốn cái tầng thức. Các bạn có cái hình Thầy vẽ nhé. Cái hình này đó là cho thấy đó, các bạn thấy thập trụ nằm ở dưới không thể nào hiểu được cái thập hành nằm ở trên là cái gì. Cái người mà Bồ Tát thập hành đó, thì không thể nào hiểu được cái Bồ Tát thập hồi hướng, họ nói cái gì, họ làm cái gì, họ sống như sao. Cái tầng tâm thức phía dưới của Bồ Tát thập hồi hướng nó không thể hiểu được Bồ Tát thập địa làm sao. Cho nên đó, cái mỗi tầng tâm thức càng cao thì nhìn xuống thì dễ, mà nhìn lên ở dưới nhìn lên rất là khó, mà không hiểu được bên trên là nói cái gì. Cho nên mỗi tầng tâm thức cái định nghĩa đó của ba la mật cũng sẽ thay đổi. Thì dù bây giờ nếu mà so sánh của thập trụ và thập địa thì mình có thể so sánh như là một em bé mới có 3 tuổi thôi. Em bé đó không thể nào mà hiểu được những cái toán, những cái bài của một vị mà tiến sĩ. Bây giờ đó, cái thập trụ là mình nói là em bé đó, thập hành thì giống như là học trò, mình gọi là high school thôi, thì chịu thua. Mà thập hồi hướng đó thì mới ra cái bằng đại học đó thì cũng chịu thua, không hiểu được những gì mà cái vị tiến sĩ họ nói. Cao học. Thế thì cái cách mà suy nghĩ đó là bên bây giờ mình thấy ô không cái này là dễ hiểu. Nhưng mà các bạn có biết không, trong cái chuyện tâm linh đó, nếu các bạn đi hỏi những cái người trưởng thường tiền bối của mình đó, thì chưa chắc là họ nghĩ như vậy. Họ ôi tu lên cực lạc đi, tu rồi lên vãng sinh đi, hay là tôi lên thiên đàng, ok mình cầu sao mình lên thiên đàng. Nhưng mà ít khi người nào nói được là cái tại đó tu hành là cái sự tiến hóa của cái tâm linh, tầng tâm thức nó như thế đó. Bởi vậy cho nên cái lý do cái bài này thì nó cũng là nó đối ứng với một bài hồi xưa Thầy cái giảng đó, chắc là gì cũng nhớ. Thầy nói ô chàng nó xảy ra như vậy, thế này có nhiều tầng như vậy đó. Nhưng mà cái bài này mình muốn đi sâu vào để mình nói cái định nghĩa nó thay đổi. Thì là mình làm sao biết cái định nghĩa thay đổi, thay vì mình định nói cái định nghĩa đó là cái người này đó thay đổi cái danh hay là cái tước vị. Thí dụ như hồi nhỏ thì người ta gọi thầy là thằng bé, nhưng mà rồi thì người ta gọi là học trò, nhưng mà rồi thì ôi giờ ông sa di, rồi sau ông đại đức, bây giờ thì gọi thầy là ông thầy. Thì nó có một cái sự thay đổi, nhưng mà đó là cái danh hiệu, cái tước vị, cái tước hiệu thôi, yeah. Thấy không? Nhưng mà là không nói đến cái sự khác biệt của tầng tâm thức, mà cái sự khác biệt đó đấy nó quan trọng vô cùng, bởi vì nó là cái cốt tủy của nhà Phật. Thầy nói các bạn nghe, thì có một người bạn là Hồi giáo, ông nói là một imam, ông tên Zafarullah. Thì ông tới ông nói chuyện với thầy rất nhiều lần, thì thầy hỏi ông một câu cho thầy hỏi. Ông nghĩ là thần A-la đó thì sẽ giúp ông. Không, thần A-la không giúp. Nhưng mà ông nào không giúp thì ông tu làm sao? Thì nó không, mình phải tin tưởng là Ngài sẽ cứu vớt. Mình tin tưởng Ngài A-la. Thì A-la tức là Jehovah, tức là Chúa Giê-xu hay là Chúa Cha vậy đó. Thì thầy hỏi ủa như vậy thì là ông có trong lúc trong cái triết lý học tôn giáo của ông nó có nói tới cái chuyện gì mà con người mình thay đổi mà tiến hóa không, tức là evolution, là spiritual evolvement đó. Ông nhìn thấy ông nhìn ông hỏi tôi không hiểu thầy hỏi cái gì. Tại vì cái chuyện của họ đó là thiên đàng địa ngục, ok làm bậy thì là xuống địa ngục, làm nhưng mà đúng theo cái điều mà thần Allah muốn làm thì là mình lên thiên đàng, giảng gì như vậy thôi. Cho nên không nói được là cái chuyện mà cái sự thay đổi tiến hóa của cái tâm thức con người của mình. Và cái sự khác biệt của tôn giáo và khoa học đó, mà trong khoa học đó nó có cái môn gọi là psychology, tâm lý học đó. Là tâm lý học nói là con người mình nó có những cái tầng tâm lý đó, nó khác nhau, khi mình trưởng thành thì mình có những cái tâm lý nó khác nhau. Nhưng mà họ chưa có tới cái chỗ là nói rằng ô, cái tâm linh nó như thế nào, tại vì nó không thuộc về cái phần psychology.
cái môn psychology là môn tâm lý học đó, mà nó coi như là gần nhất đó, để mà nói tới cái chuyện của tâm linh đó, là gọi là developmental psychology, cái môn mà tâm lý học nói về cái sự phát triển của cái một cái giống như tâm linh vậy đó. Thì trong đó đó thì họ bắt đầu nói, ô, con người mình là có những cái tầng này, những cái tầng kia, có những cái tầng. Thì cái người đó mà spearhead, cái người mà nói về cái sự phát triển đó, đó là ông giáo sư tên là Paul Keegan ở bên Đại học Harvard. Ông nói, ô, con người mình là có thế này, ông thấy như vậy. Thì người ta vẫn đang tiếp tục để mà phát triển ra. Nhưng mà trước khi đó đó, thì cũng trong môn tâm lý học đó thì có ông Jean Piaget, thì ông này đó, ông nói, cái cognitive, tức là cái sự hiểu biết của mình đó, cognition, hiểu biết của mình đó, nó có đi từng tầng con nít đó, thì nó hiểu chừng này nè, mà người lớn hơn chừng này nè, rồi người lớn hơn nữa hiểu chừng này nè, người lớn hơn nữa thì ông bắt đầu ông đi từng tầng, ông nói, ô, bây giờ đó thì nó bé 6 tuổi đó, mình hỏi đó đó, ô, 15 người ở phòng này, cộng cho 15 người phòng kia, cộng cho 15 người phòng nọ, cộng cho 15 người phòng kia, 4 người phòng đó thì có bao nhiêu người? Thì nó đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, một phòng. Nó đếm tiếp. Nhưng mà nó không biết là 15 nhân cho 4. Tức là trong mỗi cái tâm thức con người mình, nó có một cái định luật. Mà cái định luật đó, đó mình càng lên cao đó, thì tự nhiên mình càng hiểu được, mình càng dưới thấp thì mình không hiểu được. Cho nên Bồ Tát Thập Địa đó, họ có những cái quy luật, cái định luật mà mình gọi là internal. Phía trong đó, nó khác với con người của mình đó, sống ở ngoài. Là mình thấp xuống dưới, chị biết được, chị hiểu rõ không em? Dạ. Cho nên đó, nếu mà mình đi vô sâu trong chút xíu nữa thì mình bắt đầu thấy được là cái định nghĩa khi mình nói bổ thí thì dạ. Cái chuyện đầu tiên cả là chị thấy là sao? Ồ, bổ thí nó cho ra. Thì ngay nếu mà thầy giảng ngay vào thì chắc tụi con khán giả sẽ hiểu hơn, là bởi vì thật ra khi mà nói cái chữ bố thí thì ai cũng hiểu hết, nhưng mà nói ra. Bố thí làm sao mà để hiểu trong cái phần thập trụ thứ nhất như thế nào, tức là nó từ tiến hóa đó, cái định nghĩa dạ, tiến hóa như thế nào đó, dạ, thì lúc đó tụi con sẽ hiểu ngay. Vậy thì bây giờ đó, trở lại cái gốc dễ nhất của chữ bố thí là cho ra. Ok, cho ra, dạ, cúng dường. Dạ, là gì đó đó. Dạ. Nhưng mà kỳ quái này, nhưng mà để cái tập trụ á, là kỳ quái cái cách phát tâm trụ đó, là cái định nghĩa nó đã khác rồi. Mình đồ thí là nghĩa là gì? Là mình mở tâm hướng thượng, cái tâm mình đóng như mình mở ra, mà mở hướng thượng kìa, đi lên kìa. Ồ, đã cái định nghĩa nó đã khác rồi, cứ thấy không? À. Cái Bồ Tát tập trụ nó đã khác rồi, chứ không phải là cái... Ví dụ như thế nào là hướng thượng thưa thầy? Hướng thượng là bây giờ đó, chị thấy không? Mình lúc nào mình ăn uống thì mình chìm trong chuyện ăn uống, mình không có trồi ra khỏi được, mình không thể nào hết cái tham ăn, thích ăn, ăn thêm nữa, chị thấy không? Mình đâu có nghĩ để cái chuyện gì là ra khỏi cái tham sân si đó. Thì khi mình muốn ra khỏi cái tham sân si đó thì gọi là hướng thượng, mình ra khỏi cái vùng buồn của mình thì gọi là hướng thượng. Nhưng mà cái định nghĩa đó rất là khó mà thấy, tại vì người ta nghĩ đâu cứ cho thôi. Nhưng mà nếu mà thêm một tầng nữa thì cái chuyện mà mình ra khỏi cái bà qua giùm thầy cái chữ cái hình đó, nói là hướng thượng này, bố thí là mở tâm hướng thượng này. Nhưng mà thêm một cái tầng cao hơn nữa đó, hoan hỷ hành đó, là cái vòng tròn thứ nhì trên cao đó, thì bố thí có nghĩa là cho ra, đúng rồi đó. Nhưng mà sao làm chúng sinh vui, làm chúng sinh mở tâm kìa. Chứ không phải là chỉ có hướng thượng thôi, mà phải làm chúng sinh mở tâm. Làm sao mà cho như thế nào mở tâm cho nhiều người, cho nghĩa là mà mình hoàn toàn là mình hy sinh đó kìa, hoan hỷ hành, cho mà làm mình vui, hoan hỷ hành mà làm người ta hoan hỷ, làm người ta vui. Thế nên cái định nghĩa đó nó có trong có ngoài. Trong lúc mà sơ phật tâm đó, trụ đó, cái trụ bồ thí là mở tâm hướng thượng, đừng có bị kẹt, ánh sáng mở ra. Nhưng mà cái thứ nhì đó, cái tầng thứ nhì hoan hỷ hành đó, thì cho ra mà làm sao người ta vui, người ta cũng mở tâm, người ta cũng lên nữa. Mình cho có bao giờ người ta không vui đâu thưa thầy? Nhưng mà người ta người ta vui, nhưng mà người ta có thay đổi để người ta ra khỏi cái bụng người ta không? Thì bây giờ thiếu như thầy cho chị vui, nhưng mà chị có muốn đi cho tiếp cho người khác không? À. Thấy chưa? Dạ. Thế nên hoan hỷ hành đó là cái chữ đầu tiên cho ra là bố thí, không ai cũng hiểu cái chữ rồi. Bây giờ đó trong cái sơ phát tâm trụ thì là mình là phải đi vô trong sâu của mình, từ tâm mình phải mở ra. Đó là bố thí, cái tâm mình mở ánh sáng ra. Rồi xong rồi mở ra rồi biển nó ra bên ngoài. Là ôi cũng cho về, nhưng mà bây giờ cho đó mình làm sao cho người ta tiếp tục cho tiếp, người ta vui người ta cho tiếp. Chứ người ta không tham lam, người ta giữ lấy.
Không làm dự lễ thì đâu gọi là không, bố không thí. Không gọi là cái hoa là, hị hạnh nữa rồi. Đó gọi là hoa hị hạnh, hoa hị lễ. Một cái hành khác, một cái loại hành khác mình chưa học tới. Con phải hỏi thêm và để con hiểu. Đúng rồi. Bây giờ cái thứ ba nè, là thập hồi hướng nè. Thì nó có cái tầng đầu tiên, mình đừng có nghĩ cái chữ gì cứu hồi như thì kiểm soát lý do nữa. Cái đó là hồi hướng. Cái hướng, cái bố thí nó khác. Bố thí bây giờ nó trở thành là cái sứ mạng vị tha. Sứ mạng vị tha mình không còn nghĩ tới mình nữa. Mình cho luôn mình luôn. Và vị tha mình xả thân, mình cứu độ chúng sinh, nó không phải là một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, mà tới tầng vị lai kiếp. Dễ sợ chưa? Thành ra cái bố thí, cái định nghĩa ở đó là nó hơn. Bây giờ đó, trong giai đoạn đầu đó là tập trung, tôi mở tâm tôi cho. Nhưng mà có ai đánh cái thì là tôi động lại không cho. Tôi thích cho người này, không cho người kia. À, cái đó dạ đúng. Ok. Tức là cho người không cho, tức là được. Đó là tập trung mà. Sơ phật tâm, mình sơ phật tâm mà, tôi đâu ai có nói gì được mình. Dạ. Thì mình chỉ mở tâm ra, nhưng mà cũng có thể bị tâm nó dẹp lại, động lại. Nhưng mà hoan hỷ hành thì nó cao hơn chút. Mình mở tâm ra, người ta động lại không được, người ta động lại không được, mà mình lại đi cho, mình làm cho người ta cho nữa. Mình cho ai cũng cho hay sao? Ai cũng cho cả đấy. Yeah. Người trên, người dưới, người nghèo, người giàu, cái gì mình cũng có thể cho. Hay là người mình ghét. Người mình ghét thì mình cho họ cái tình thương để họ hết ghét. Yeah. Còn người mà giàu thì mình cho họ cái lòng từ để họ mở tâm họ cho người khác. Thì mình cho mình nó thông minh lắm, thập hành, hoan hỷ hành nó làm cho mình ai cũng cho, mình cho đủ cách cả. Nhưng mà đến cái thập hồi hướng đó là mình cho không ngừng, mình cho cái sứ mạng, đây là cái sứ mạng mình cho, làm cho ai cũng nguyên cả những cái người mà có nhân duyên mình đều làm cho họ được nhận cả, chứ không phải là một hai ba người, mà mình cho liên tục đời này qua đời khác đời nọ. Trời, cái đó cao quá. Ồ, đương nhiên, thì đương nhiên nó cao, thì nó bởi mình phải học, chứ không thì mình đâu học chi. Dạ, dạ. Bây giờ thì tiếp tục nữa là hoan hỷ địa đó, thì cái bố thí nghĩa là hoàn toàn vô ngã, dễ sợ chưa? Hoàn toàn vô ngã trở thành cái màn lưới giúp cho người ta mở tâm cho ra và nhận biết sự màn vị tha. Thì hoan hỷ địa này đó, nó càng cao nữa, là cái hành bố thí này đó, là cái hành bố thí mà hoàn toàn vô ngã, vì mình là cái màn lưới bố thí. Cái này thì nhiều khi chị chưa nghĩ ra, nhưng mà chị cứ để trong đầu đi, tức là mình trở thành cái màn lưới, mình không phải là một người nữa, mà mình là cái màn lưới bố thí. Tức là chị, bây giờ chị thiếu anh chị vô trong cái hội tổ chức cái gì. Nhưng mà tất cả mọi người, những người nào bổ thí, người nào chót cả, đó là cái mang lấy bổ thí. Nói dễ hiểu như vậy đó. Bây giờ đó, ở trong những cái nơi mà của cái Bồ Tát Hoan Hỷ Địa, thì tất cả mọi người chỉ vô trong cái pháp hồi đó, cái hại hồi đó, cái đoàn thể đó, người nào cũng cho ra mạnh dạng, cho ra người nào cái tâm họ mở, họ cho để vui. Cái giá trị quan họ nhìn đồ vật đó, họ nhìn mọi thứ là đều là cái vật để cho cả. Rồi, cái đó mình xong cái phần đó, bây giờ mình sẽ tiếp tục cái phần hành thứ hai nha, khi mình trở lại hả chị em. Dạ, con cảm ơn thầy. Và kính thưa quý vị, kính mời quý vị cùng học hỏi những cái chương trình của Hay Tâm bằng cách là vào trong trang nhà từ bi.phụngsuapp.com, download app xuống. Trong đó quý vị có thể xem tất cả những cái bài giảng cũng như là những hình ảnh mà thầy giảng chúng ta nghe. Xin cảm ơn quý vị. Cuộc sống hiện đại có quá nhiều áp lực cạnh tranh trong công việc, áp lực gia đình, xã hội, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường sống, vân vân, khiến bạn luôn cảm thấy căng thẳng, sợ hãi, cô đơn, mệt mỏi, bế tắc, lo lắng về tương lai, thậm chí dẫn đến bệnh tật cả về cơ thể và tinh thần. Vậy bạn đã làm gì để vượt qua những khó khăn này? Ai là người đủ hiểu biết để đồng hành cùng bạn? Và liệu con đường bạn đang đi đã đúng hướng? Có quá nhiều câu hỏi mà khó có câu trả lời thỏa đáng dành cho bạn. Mời bạn đến với chúng tôi, Hội Từ Bi Phụng Sự, để cùng nhau trở về nhà, tìm lại sự bình an, tĩnh lặng trong chính bản thân mình, có sức mạnh vượt qua nghịch cảnh, hướng bản thân đến chân thiện mỹ, chân phát triển chân lý thiện, lòng đại bi mỹ phương tiện thiện xảo. Mời thầy tiếp tục, ba la mật thứ hai. Mình nói tới cái hành trì giới ba la mật, bồ thí rồi, như là trì giới. Cái trì giới ba la mật đó thì theo thông thường là nếu mà chưa vào cái tập trụi thì mình nghĩ trì giới là mình giữ cái giới đó đó. Mình giữ cái giới cho rõ, sát, đào, dâm, vọng, tưởng, vân vân. Nhưng mà khi vào tới cái trì địa trụ thì cái trì giới có nghĩa là mình lan tỏa cái lòng đại bi vô nhiễm, không có ô nhiễm thanh tịnh, cái lòng đại bi thanh tịnh thì mình lan tỏa nó. Mà lan tỏa vào đó, vào cái mối quan hệ của mình với một người nào đó, thì đó gọi là cái trì giới. Khi mình có cái tình thương thì mình sẽ giữ, mình không làm bậy. Tại vì gì biết không?
khi mà một tên ăn trộm đồ này bị bắt quả tang đó, thì ông quan tòa ông hỏi đó, tại sao mà người ăn cắp? Nói tôi ăn cắp là vì tôi thiếu tiền, tôi cần tiền tôi ăn cắp. Thì bất kỳ cái lý do gì cả đó là có cái lý do nào gọi là cái intention, là mình muốn, có thật là có cái ý muốn ăn cắp. Rồi sau mình có cái hành động ăn cắp là mình bị phạt liền. Và nhiều khi ông quan tòa đó, ông quay cái ý định tới như thế nào. Và thí dụ như kiểu những người họ phạm tội, họ giết người nhưng mà họ lỡ bắn. Thí dụ như trong một chuyện mà Alec Baldwin ấy, là cái chuyện mới đây nhất đó, ông cầm cái súng ông bắn, ông lỡ ông lại co, ông nói là cái đó ông tưởng là cái súng đó không có cái đạn thiệt live, nhưng mà không ngờ cái đạn bắn trúng cái cô mà làm chụp hình đó, chuyên về chụp hình đó. Thế đó ông là khóc. Thì khi ra quan tòa thì họ nói cái này ông không có cái intention, không có cái chủ ý giết người. Chị kia biết chưa nói gì? Dạ, có biết. Nhưng mà cái đó cho đó là một cái tai nạn thôi. Một tai nạn, nhưng mà rõ ràng đấy là nhà Phật đã có cái chuyện đó từ xưa đến nay, này không có cái chủ ý đó thì nó khác. Thì trong cái chuyện mà cái trì giới đó, mình không phải chủ ý phá giới mà cái chủ ý của mình là lan tỏa cái lòng từ bi hỷ xả thì nó khác nha. Là mình phải mình giữ cái giới mà mình lan tỏa cái lòng từ bi xả vào trong các quan hệ. Thì khi mà lan tỏa cái lòng từ bi xả thì nếu mình có lan tỏa cái lòng từ thì mình đâu có sát ai đâu. Mình lan tỏa cái lòng bi thì mình đâu có nào mình đi ăn trộm ăn cắp đâu. Mình lan tỏa cái lòng từ bi thì mình đâu có làm cái chuyện mà mình gọi là rối ren trong quan hệ với là người khác, tà dâm đâu. Mà mình là người mà lúc nào cũng có cái lòng hỷ xả thì mình đâu có bây giờ mình nói láo đi nói dối người ta, không. Thật ra cái chuyện mà lan tỏa cái lòng đại bi vô nhiễm đó, đó là cái mục đích của trì địa trụ, và cái bản chất của trì địa trụ là cái sự lan tỏa đó. Chứ không phải là cái chuyện giữ cái giới. Cho nên cái người mà giữ giới khác với cái người mà lan tỏa cái tình thương, khi họ lan tỏa cái lòng đại bi đó thì cái intention của họ không bao giờ xấu cả, và họ không thể làm những cái chuyện bậy. Thấy không? Đó là cái cách mà trì địa trụ. Trì địa là mình manage, trì là manage, địa là cái tâm địa, là cái manage cái mind ground hay là mental ground. Bây giờ cái thứ gì đấy? Trước khi thầy đi. Khi mà nói đến cái trì giới đó, mà để giữ những cái giới luật với mình hay là nói chung đó, thì con nghĩ là cái đó nó có cái hình thức nói về cái mặt rất là bình thường. Thì cái chuyện đó ai cũng hiểu và ai cũng có thể theo để mà giữ được cái giới. Nhưng mà khi mà lên tới cái địa trụ rồi đó, thì nó biến từ cái giới qua cái tình, qua cái giữ cái lan tỏa đại lòng đại bi, thì làm sao mà biết không hiểu cái linh đó, thì không hiểu cái sự linh. Đúng rồi, làm sao mà con biết được là con lan tỏa cái lòng đại bi như thế nào để mà biết rằng con vẫn giữ cái giới của con? Đúng rồi, cái câu chuyện nó xảy ra như sau. Lúc đầu đó thì mình phải biết cái giới đó, đừng sát sanh, mình không thể sát, đúng không? Giết, không câu cá, không đi săn, không đi bắn. Nhưng mà mình chưa có cái lòng thương về những cái chúng sinh đó. Ok, chừng khi thầy có từng có kể cái chuyện đó, em bé 17 tuổi đó, thì nó đi câu cá về cha nó, thì khi mà cha nó cầm cái con cá lên cái móc vào đó, nó cầm lấy cái móc ra, mà nó cá này nhảy đặt trên tay nó đó, thì lúc đó nó mới thấy cái đau khổ của con cá. Mà con cá nó không có khóc, nó chỉ nhảy đánh đạch như thế, mà nó cảm nhận được, nó rung rẩy luôn. Và nó bắt đầu nó cảm được, tại ra là cái đau khổ của con cá khi nó bị giết. Thế nó vì như thế đó, cho nên nó quyết định nó không còn là đi câu cá nữa. Thế cái đó là cái phần của cái trì địa trụ đó, là mình giữ cái giới đó là bởi vì mình không có muốn phàm, mình không muốn làm cho người ta đau khổ. Thế cái tình thương nó không phải là thương, mà đó là cái tình thương, nó là sự rung cảm. Cái tâm tánh, cái đức hiếu sinh của Phật, của Bồ Tát, của con người. Tức là ý nói là cái sự mà giữ cái giới sát sanh là cái động cơ đó, là cái tình thương. Dạ, nhưng mà làm cho mình nó sâu xa hơn để mà mình giữ được cái giới đó là đúng do rồi. Cái tình thương mà ra. Mà cái chữ giữ đó nó cũng đúng đó, mà phải nói là cái sự lan tỏa của tình thương đó nó làm cho mình không phạm những cái chuyện mà tổn hại. Không cần giữ mà là cái không những như vậy, sát đạo tà dâm. Nói đến cái tà dâm đó, nó cũng rất là đặc biệt, rất là hay. Tại vì đấy, khi mà cái một cái người đó mà có cái lòng tà dâm đó, thì họ chỉ muốn làm sao đó thỏa mãn cái dục vọng của họ thôi. Bây giờ đấy, khi mà mình tới một cái mức độ đó mà
mình cảm thấy là cái đau khổ của mọi người, mình cảm thấy mình rung động tới cái nỗi đau khổ, mình rung động tới cái nỗi buồn, cái nỗi đau. Tự nhiên là mình không có thể nào mà có cái hành động tà dâm được, mình không muốn là mình chỉ thỏa mãn cái dục vọng của mình được, mà mình chỉ muốn là làm sao cho người ta vơi bớt cái đau khổ của người ta, làm sao người ta cảm thấy được cái sự ấm áp, làm sao người ta. Cho nên đó, khi mà mình giữ cái giới mà bằng cái tình thương đó, thì tự nhiên mình không thể nào mà làm những cái chuyện tà dâm được. Rất là hay. Đó là cái mà quan trọng nhất của cái trì địa trụ là như vậy đó, là nó từ nơi cái tâm thức của mình ấy, một cái tình thương lan tỏa ra, mình cảm thông mình người ta. Từ sát sanh đến tà dâm đến trộm cắp, mình thấy cái người mà mất đồ đó nhiều khi họ đau khổ vô cùng. Hồi xưa mình thấy mất một cái việc thôi đó, trời ơi, thì 2 ngày 3 ngày mà khó chịu trong lòng, mất cái việc thôi. Đó. Đến lúc mà thầy nhớ mà là khóc lên khóc xuống. Khóc thì dạ. Khóc, nhưng thầy thì thầy cũng khóc, nhưng mà thầy bực bội trong lòng, nó khó chịu tới dạ. Đó nó lạy bên này lạy bên kia đó. Thầy còn nhớ hồi nhỏ nhỏ như vậy đó, mà mình thấy đó là cái người ăn cắp thì họ không biết. Thật sự ra người ăn cắp là người bạn trong lớp thôi, nhưng mình biết, nhưng mình nó không thấy cái nỗi đau khổ của mình. Nhưng mà khi mình thấy đau khổ rồi thì mình không muốn ăn cắp nữa, mình không muốn trộm, tại vì mình biết được. Tại đó là một cái nỗi, cái tình thương, chị thấy không? Thành ra những cái chuyện mà Đức Phật nói đó là cái giữ giới đó, thì bây giờ định trì địa trụ là mình không phá giới, mà mình sống trong cái tình thương, mình lan tỏa cái tình thương tới người ta, cảm nhận được cái tình thương đó. Chứ không phải là mình muốn thỏa mãn cái gì, một cái tư dục của chỗ chính mình. Thế nên như câu cả, mình muốn thỏa mãn cái miệng của mình, cái ăn uống như vậy thôi. Đấy. Bây giờ đó, nhiều ít hành đó, là cái phần cao hơn chúng nữa. Thì nhiễu hành này nó càng tới cái chỗ mà các bạn thấy nó vi tế, là nhiễu hành là gì? Trì giới nghĩa là gì vậy? Lan tỏa cái tình thương này vào trong cái màn lưới nhân duyên, khiến cho chúng sinh ấy, họ giữ giới, họ làm lành, mình lan tỏa được cái tình thương đó vào. Và thì chị thấy không? Lúc mà trì địa trụ đó thì là mình chỉ bắt đầu mình mở cái tâm ra, mở cái tình thương ra thôi. Còn bây giờ tới hành đó, là cái tình thương này mình lan tỏa tới người đó, cái người đó họ cảm nhận được cái tình thương, họ thay đổi. Chỉ thấy là cái một cái tổ chức đó, hay là một cái đoàn thể, cho tới một cái đất nước đó, nó có những cái đất nước, những cái đoàn thể đó, họ lúc nào họ làm người ta sợ cả. Mà không làm cái này là ta sẽ giết mày, thí dụ như vậy. Hồi xưa ok, là nó có cái quy luật pháp trị, dùng cái pháp cái mà gọi là cái luật lệ để mình cai trị. Và bây giờ mình vẫn thấy nhiều cái nước Covid một cái là họ đánh nguyên cả, không cho ai ra đường cả. Một vài ba người bị đó, nhưng mà họ bao rào luôn cả. Bây giờ ngày Tết nên không cho về ăn Tết nữa, họ cấm đồ ăn, rồi ai ra là bị phạt hay là bị đánh đó. Cái đầu là pháp thì, nhưng mà nó không có cái tình thương, nó không có một cái gì mà tình thương cả, đúng không? Cái trì cái nhiêu ít hành này là mình làm lợi cho người ta, và mình lan tỏa cái tình thương tới được người ta bị cảm động, và người ta không muốn làm bậy. Đó là cái phần mà cái nhiêu ít hành. Thành ra trì địa trụ đó là mới mở cái tình thương ra thôi, nhưng mà chưa biết là ảnh hưởng tới đâu. Nhưng mà đến cái nhiêu ít hành là cái tình thương mình đã tới được người ta rồi, và mình làm người ta thay đổi được, người ta làm tốt làm lành, và người ta bắt đầu truyền lan cái tình thương. Hồi nãy là cái phần mà bổ thí đó, làm cho người ta bổ thí, người ta cho. Bây giờ đó, làm cho người ta mở cái tình thương ra để người ta bắt đầu lan tỏa tình thương trong gia đình. Thầy có một cái hiện tượng, một cái chuyện nhỏ mà thầy thật sự gặp ra. Đó cái chuyện đó, hai ông bà đó đó, họ rất là bực đứa con. Tại vì đứa con là nó xâm mình, rồi nó làm đủ trò những đích, nó không bao giờ mà nó có thể gọi là mình thổi đình được cả. Nó ngồi một chút, nó chạy lên chạy xuống, giống như là cái người đó không an đó. Thì khi họ đem, khi hai vợ chồng đem tới, đứa con tới gặp ông thầy này, ông thầy ông nói: con đi chơi đi. Ngài lan tỏa cái tình thương là chuyện hai ông bà này. Cái nói cái vấn đề đó là hai anh chị đó là cứ chặn, cứ giữ, cứ giằng co vậy đó, mà anh chị không có lan tỏa cái tình thương đủ cho nó cảm nhận được cái tình thương. Tại vì nó muốn anh chị thấy nó, mà anh chị không bao giờ thấy nó cả. Nó xâm mình lên, nó để cho anh chị thấy mà anh chị không chịu thấy. Là nó muốn để ý, chứ không phải gì trơn đấy. Anh chị quan hoài chủ đến nói chuyện mà nó quan hoài chủ mình lan tỏa cái tình thương của nó đấy. Thì đâu còn ngờ đâu,
một chuyện không ngờ là ông chồng ông nội và con chưa bao giờ ngồi với nó cả, chưa bao giờ nói chuyện với nó. Khi mà họ bằng lòng ngồi nói chuyện rồi thì là tất cả mọi chuyện thay đổi, đứa con là thay đổi. Một chuyện nhỏ như vậy, cho nên cái lan tỏa, cái vị thầy đã lan tỏa tình thương tới cha mẹ, rồi cha mẹ lan tỏa tình thương này được. Đó là cái chuyện của nhiều ít hành. Cái tình thương mình lan tỏa vào trong những quan hệ, đâu có cho cái gì đâu, nhưng mà cái tình thương mình lan tỏa được. Nhưng mà nhiều khi chị thấy không, nhiều khi đó mình lan tỏa tình thương tới người nào đó họ trơ trơ, là bởi vì mình không phải giai đoạn của thập hành, nhiều ít hành. Còn nhiều khi là học trò thầy nó đụng xe tường, thầy lan tỏa cái tình thương tới người đó, nhưng mà ba không nhầm gì đó, tôi đụng tiếp thế nào là cái đoạn phần đầu có cái phần đó đó. Rồi bây giờ cái thứ ba đó là bất hoại hồi hướng. Sau khi mình đã trì địa trụ nhữ thành rồi, mình đã cái bất hoại hồi hướng là cái thứ ba đó. Thì Bồ Tát mà ở cái giai vị này đó, bất hoại này đó, là vì ngài trì giới đó, mà bây giờ ngài quay đổi là một cái sứ mạng vị tha của ngài. Cái sứ mạng là truyền lan cái tình thương đại bi, đại từ đại bi này tới khắp cái mạng lưới, mà không phải một kiếp, hai kiếp, vô lượng kiếp về sau. Trong lúc nhiều ít hành là mình chỉ làm có một đời này thôi, mình không có commit cái gì đó. Nhưng mà trong cái thập hồi hướng đó, là cái bất hoại hồi hướng đó, thì mình sẽ truyền lan nào tới vô tận. Nó dễ hiểu gì, nhưng mà chị thấy là trong cái chuyện mà không làm được. nhưng mà bây giờ đó chị thấy là chị đây cái chuyện mà tâm hạn nhiên vô cùng. Thầy còn một cái người anh em kinh nghiệm của thầy lúc đó ăn chay đó, cách đây hai mấy năm đó, nó nói tôi ăn ngày thôi, tôi không biết ngày mai, nhưng ăn ngày thôi. Bây giờ nó ăn ngày xong nó ăn thêm ngày, bây giờ là 27 năm rồi, từ năm 1993 này bây giờ là cũng gần 30 năm rồi. Gì 30 năm không? 30 năm rồi. Mà rõ ràng đó là mình nghĩ mình không làm được, nhưng mình làm được trong một đời. Mà một đời làm được thì có lẽ đời sau mình phát nguyện mình sẽ làm tiếp. Và cái tâm thức đó gọi là tâm thức thập hồi hướng, là mình trở thành cái sứ mạng, mình cứ tiếp tục mình làm hoài thôi, đang bất tận. Và cuối cùng cả đó thì mình để mình không có giờ để mình tới cái phần từ sau hay rồi. Và kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời chương trình Khai Tâm. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin của hội. Xin cảm ơn quý vị. Hoạt động chính của hội Từ Bi Phụng Sự bao gồm tổ chức các lớp thái cực quyền tổng hợp Integral Tai Chi ITC, đặc biệt là tổ chức các khóa tu thiền và tâm linh nhằm chuyển hóa tâm thân, hướng con người đến một đời sống tốt đẹp. Các hoạt động hoàn toàn miễn phí này do Thầy Hàng Trường trực tiếp giảng dạy hoặc các bác có kinh nghiệm lâu năm trong hội thực hiện. Bên cạnh đó, hội còn tài trợ các dự án cứu trợ nhân đạo và từ thiện và tổ chức các trại hè gia đình. Hội Từ Bi Phụng Sự CSS là một tổ chức phi lợi nhuận có địa chỉ hoạt động tại Nam California, Hoa Kỳ. Hội CSS được Thầy Hàng Trường sáng lập vào năm 2002 với sứ mệnh giúp lành trị, hàn gắn nỗi đau về cơ thể và tinh thần. Mặc dù được thành lập dựa trên các nguyên tắc Phật giáo, CSS có cách tiếp cận toàn diện, vượt qua ranh giới tôn giáo và văn hóa, bằng cách tích hợp các giáo lý cổ xưa của Phật giáo với tư tưởng, thực hành, triết lý và kiến thức mới nhất của thế kỷ thứ 21 qua mô hình tu toàn diện, xuất tục nhập thế. CSS tìm cách mang lại sự thống nhất về lành trị cho cơ thể, tâm trí và tinh thần cho mọi người. Nhóm phục vụ của CSS bao gồm các tình nguyện viên, những người sẵn sàng cống hiến thời gian, sức khỏe, năng lượng với sự quan hoài để phục vụ tha nhân cộng đồng. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường và anh Trâm. Trong cái đề tài hôm nay, Thầy đang giảng chúng ta về định nghĩa những cái bốn cái đầu tiên của ba la mật đầu tiên, mà qua những cái tầng tâm thức khác nhau từ tập trụ tới thập hạnh rồi thập hồi hướng, thập địa. Dạ thập địa. Thì con xin mời thầy tiếp tục cái phần thập địa và thập địa mời trì giới. Dạ. Cái bậc nhìn giùm thầy cái hình trên bảng trì địa trụ đó, là cái trì giới là mình chỉ lan tỏa cái lòng đại bi thôi. Cái định nghĩa của mình ấy, về cái trì giới nó khác rồi. Đó là cái trì giới tức là mình lan tỏa cái lòng đại bi. Đến nhiều ít hành ấy, thì cái sự lan tỏa này nó bắt đầu đi vô trong mạng lưới nhân duyên.
làm cho người ta cũng làm lành, làm cho người ta cũng bắt đầu thấy là tất cả là mình là cái biểu hiện của tình thương. Để cái bất hoài hồi hướng cao thêm tầng nữa đó, thì mình lấy cái trí giới là cái một cái sứ mạng vị tha. Đây là một cái sứ mạng rõ ràng truyền lan cái tình thương mình tới khắp cái mạng lưới, và cái tâm mình nó rộng vô cùng tới cái bất hoài hồi hướng đó. Cái tâm mà cái tình thương nó rộng không thể tưởng tượng được, tại vì mình làm ảnh hưởng tới rất nhiều người, và mình dùng những cái phương tiện khác, không phải là mình chỉ gặp mặt nhau mà phương tiện truyền thông khác nữa. Hồi xưa đó, thì Đức Phật nói là cái bậc Bồ Tát bất hoài hồi hướng đó, người ta phóng quang ra để mà chiếu xúc cho chúng sinh. Bây giờ thì mình biết cái phóng quang đó tức là cái iPad, và cái iPad lên là phóng quang rồi. Internet đó, hồi xưa, bây giờ thì gọi là iPad, Internet. Như hồi xưa thì là Đức Phật nói là phóng quang đó. Bồ Tát bậc hoài hướng nó rất hay, ngài phóng quang liên tục. Nhưng mà đến cái ly cầu địa đó, cái tầng này là tầng cao nhất đó, thì trí giới nghĩa là hoàn toàn vô ngã, không còn nghĩ tới mình trở thành cái màng lưới vì tha để giúp tất cả mọi người giữ gìn cái ngũ giới, hành tập thiền và trở nên vô nhiễm. Tức là cả cái màng lưới đó là mình chuyển hóa, chứ không còn là chỉ là một cái nhỏ nữa. Mà cái vấn đề của cái Bồ Tát hồi hướng và Bồ Tát mà ly cầu địa là khác nhau chỗ nào? Trong lúc cái Bồ Tát hồi hướng đó là mình lan tỏa tất cả cái màng lưới, mình dùng tất cả cái phương tiện, nhưng mà mình vẫn còn cái gọi là cái ngã, còn là cái trung tâm điểm. Cho bây giờ Bồ Tát tập địa là cái mạng lưới luôn, mình không còn thấy cái người của ngài nữa, không còn thấy cái đâu là ngài nữa, vì ngài là cái mạng lưới, ngài là tất cả cái mối quan hệ. Mà tất cả những người trong đó đó, thì hệ mở trong cái mạng lưới đó thì người nào cũng bắt đầu thăng hóa, thăng lên. Cho ngài không còn là một người đứng đây phóng hào quang. Trong lúc là Bồ Tát hoặc thập hướng là ngài đứng phóng hào quang đàng hoàng lắm, đúng không? Dùng phương tiện truyền thông, phương tiện mà tất cả phương tiện thiền xảo gì đó để mà làm cho mọi người hiểu. Còn tới cái Bồ Tát thập địa đó, thì ngay là cái màng lưới đó, mình không còn một cái người, không còn một cái hình ảnh, không còn cái hình bóng, chỉ có cái tâm thức của ngài đó là nó trùm phủ tất cả. Đó là cái trí giới Bát La Mật Thân đó. Nếu mà hiểu như vậy rồi, từ bác thấy là tất cả cái Bồ Tát mà dạng thập địa đều đi vào trong con đường làm trở thành cái màng lưới vô ngã cả. Và do đó đó, mình tới cái nhẫn nhục Bát La Mật đó, thì mình thấy đó, nhẫn nhục đó là gì? Cái định nghĩa nhẫn nhục cái Bát La Mật là mình nhìn bây giờ đó, cái nhẫn nhục đó, khi mà vào trong cái tu hành trụ đó, thì nhẫn nhục nghĩa là gì? Nghĩa là mình đối diện với cái bóng tối nhưng mà không trở thành đen tối, không trở thành vô minh. Đó. Rất là hay. Tại sao từ đi từ nhẫn nhục nhìn nhường mà đi vô nhìn là nghĩa là mình đứng nhớ để cái bóng đen là nổi lên, gọi là nhìn. Thì dụ như chị giận dữ thì gọi là bóng tối. Bây giờ lúc mà chưa tu đó thì cái giận là mình đè để trong lòng thôi, nó vẫn còn nhưng mà nằm trong đó không ai thấy. Thì mình đè cái đó. Thì bây giờ đó, đến lúc mà mình tới cái thập trụ đó, tu hành trụ đó, thì mình phải đè nữa mà mình không còn cái bóng tối trong đó. Thấy chưa? Không có bóng tối nghĩa là sao thưa thầy? Tức là không có cái giận dữ trong đó. Bây giờ thầy kể chuyện cho nghe. Ví dụ thằng cháu của thầy, người cháu của thầy đó, mình thêm mặn nó một cái đó, nó mặt trơ nó không nói đó, tại nó biết đó, bây giờ mà đụng độ với thầy thì coi như là thôi, không hay lắm, không được thầy cho tiền thôi. Thằng cháu mà thằng đó nó biết tết đó, ông thầy ông mặn thôi, kệ nhìn đi, không nói đó, cười dạ rồi nó đi ra. Thì ra ngoài nó đường cái nó ngoài với mấy đứa bạn là ông thầy đó, ông thầy muốn cầu của tao đó, nó dễ ghét vô cùng, ông nói ra là chửi nó sổ ghế ra. Cái đó gọi là cái bóng tối, nó gặp thầy giận dữ mắng đó thì nó trở thành bóng tối, nó giận dữ, nhưng mà nó giống như là tỉnh bơ không có gì đó. Thì các bạn thấy là cái chuyện trên tình hình đó nó rất xảy ra rất nhiều, như khi mình giận lắm nhưng mình không nói đó, mình lên Facebook mình viết thôi. Đó, thì cái giận đó, cái tức giận là cái bóng tối đó, nó cũng xì ra chỗ nào chỗ kia. Thì có nhiều người thì là họ giận vợ quá, họ về vô trong giường, họ đập đầu vô gối. Họ không tự tử chứ mà họ làm cho xả uế mà, cái đó là xả uế. Sài Gòn gọi là xả ỏa, Huế gọi là xả uế. Nhưng mà có nhiều người thì là mình giận từ điên lên liền, lại xuống nó bắn đung liền. Đó. Thì như thế đó, cái chuyện mà đè nén xuống đó, hay là mình trở thành bóng tối không đè nén đó, là cái chuyện phàm phu. Bây giờ khi mà mình đi vô tu, mình đã nhận nhục là gì? Ok, ai nói thôi thì ok, đừng có tôi đè nó.
Nói không đè thì làm gì với đó thầy? Không đè là năm đỏ, năm yên đó. Thế nên có nhiều người cũng trớ, nhiều khi mình tạc lại họ không trớ, giống như mà tại vì họ bị nấm. Nấm là một cái chữ nấm là một cái trạng thái là bị tê tại. Cái đó cũng bình thường lắm không phải. Cái bây giờ đó khi mà mình lên cái giai đoạn mà của cái tập hành, tập trụ đó, nhận nhục là cái gì, là trong này mình không có giận dữ, không có đáng tội, không có đè. Thế còn hồi xưa là nhận là nghĩa là ráng nhìn đi, nín, như sau là nín, hay là mình nhìn. Tức là phải đi thêm một tầng nữa. Một cái nữa, là trong này mình không, trong lòng nó bùng, nó không có gì trơn nữa. Đó là tập trụ. Mà thầy thấy là cái vấn đề mà nói cái chuyện tu hành trụ là trụ thứ ba đó, tu hành trụ nói cái chuyện đó thôi thì mình thấy nhiều khi khó. Người ta nói là mình không nói lại là mình tức. Có điều là mình về mình nói với người trong nhà thôi, mà đừng có nói ra ngoài kiểu vậy đó. Không, chia sẻ cho đừng có nói ra ngoài. Nhưng mà thập trụ tu hành trụ mình tịch bơ, đối diện với cái bóng tội mà mình không trở thành đen tội vô mình, đó nói cho vắng vẻ đó. Nếu mà nói đúng ra đó, cho dễ hiểu đó, nhẫn nhục nghĩa là gì? Cái bà qua thầy biết em. Nhẫn nhục nghĩa là mình đừng có tức giận, nói cho dễ hiểu đó. Đừng có tức giận, đừng có trả thù, đừng trả đòn, trả đùa, trả thù, tỉnh luôn. Nhưng mà nói cho vắng vẻ là mình đối diện với cái bóng tội thì mình đừng có trở thành bóng tội. Bây giờ thêm một tầng cao nữa là vô vị nghịch. Vị nghịch là đi ngược lại. Vô vị nghịch hành, thêm một tầng cao thì cái nhận nhục, cái định nghĩa đó là bây giờ tự nhiên là mình thuần theo cái đạo pháp. Mình không đi ngược lại với cái tự tánh, vô vị nghịch không đi ngược lại với cái tự tánh của mình. Lúc nào mình mạnh mẽ làm tất cả mọi hành, ta nói như mình vẫn tiếp tục mình làm. Thì cái chuyện này đó là cái chuyện mà cái mức độ trưởng thành của mình đối với những cái sự hủy nhục, hủy báng. Cái chuyện mà ai cũng nhớ cả. Quan Âm Bồ Tát gọi là Quan Âm Thị Kính. Khi mà người ta đem đứa con tới đưa cho bà đó, thì bà cũng ôm ra, bà nuôi. Đúng không? Yeah. Rồi người ta tới, người ta chửi mắng. Thì trong cái phim này là còn có nhiều cái chuyện khác nữa. Ông Phương Trường cũng mắng chửi. Rồi mấy người anh em mà tu cũng tới mắng, có nhiều người đó. Mỗi lần đi ngang, đi lên, đi xuống, đi ngang cái thất của ngài Quan Âm Thị Kính đó, là con nhổ được miếng nữa. Bà vẫn tỉnh bơ thôi, bà không nói thôi, tỉnh bơ thôi. Vô vị nghịch mà. Bà thuần theo cái đại pháp, ngày nào cũng tụng kinh gõ mỏ, rồi nuôi đứa con lên. Đấy. Thì cái đạo pháp mà rồi ngài mà truyền cái tâm thức mà nó nhẹ nhàng, thuần với cái đạo pháp vô trong đứa con, vô trong mọi người, tất cả mọi người sau khi mà thấy ngay được rồi thì người ta phát tâm, người ta chuyển tâm rất kinh khủng. Thì vô vị nghịch, không đi ngược lại về cái chân tâm. Vô là không, vị nghịch là đi ngược lại, không đi ngược lại về cái chân tâm. Tu hành trụ là trụ trong cái tâm thức mà nó không có bóng tối. Bây giờ nếu mình lấy một tầng nữa chỉ cần thấy dễ sợ, đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Thì cái tầng này là cái tầng mà nó quan trọng nhất, là cái tầng mà mình gọi là cái nhận nhục được trở thành cái sự màng đan kết về chúng sinh trong màng lưới mà vị tha và tất cả chư Phật. Tức là lúc này đó là cái nhận nhục nó không còn là cái chuyện mà của mình đè nén, hay là cái nhận nhục là mình không bị bóng tội nó lôi đi. Mà cái nhận nhục này là một cái hành, là một cái hành đi, đó là cái sứ mạng. Cái sứ mạng mình là gì? Mình đang kết cái giáo pháp, đang kết cái pháp, đang kết cái ánh sáng và tất cả mọi chúng sinh, đang kết cái lòng vị tha. Nói như thế có nghĩa là thế này nè. Bây giờ đó, thì dụ như là chị đi vào trong một cái tổ chức cái gì, chị đi vào ông đó, chị thấy ô, người nào mà mắng chửi những người trong thành viên đó, sao không thấy họ đánh lại, không thấy họ chửi bới, không thấy họ tức, không thấy họ nói xấu ai cả. Họ người nào cũng vô vị nghịch, họ không nói xấu, họ không nói ngược, nói xuôi, họ tính họ nhẹ nhàng vô cùng. Thì cái đó là cái trạng thái của vô vị nghịch hành, của hồi hướng. Tức là cả cái màn lưới đó đều như vậy, cả cái nhóm đó như vậy. Nhưng mà bây giờ đó, mình không làm một đời, mình làm đời này qua đời kia để tiếp tục mãi mãi vô tận. Thế nên khi mà tới hồi hướng, lúc nào cũng tới cái sứ màng của mình nó tới vô tận. Bây giờ đó mình thêm cái phần mà cuối cùng cả là mình lên cái phần gọi là phạt quang địa đó. Thì phạt quang địa nó là càng kinh khủng hơn nữa. Vì phạt quang địa đó là cái trạng thái đó là mình hoàn toàn là vô ngã. Mình không bị cái mạng lưỡi nghiệp, cái làng mới vô minh ảnh hưởng mình. Mình lan tỏa quang minh tới khắp mọi chúng sinh, mà làm cho chúng sinh là tất cả mọi người đó đều cảm nhận được
cái đặc tánh mà mình gọi là vô ngã. Mình là cái màn lưới vô ngã, cho nên là ai cũng cảm nhận được cái ánh sáng đó. Và nếu mà ai mà bị hủy nhục đó gì đó thì nó không có đập lộn là không đánh lại đó. Cho nên nếu mình nhìn chiều theo chiều dọc đó thì cái thập trụ đó, cái tu hành trụ đó, thì mình nhận nhục, mình chỉ mở nhận nhục, mình đừng có đè nén. Mình thấy cái bóng tối tới, mình đừng có đè nén cái bóng tối. Tại vì vô vị nghịch hành đó, thì mình cái nhận nhục này là mình thuần với cái giáo pháp, và mình bắt đầu lan tỏa ra, mình làm những người xung quanh đó, họ cảm nhận cái giáo pháp đó, thì họ không đi ngược với cái tự tánh, họ mạnh mẽ làm chuyện hành lành, họ không còn gọi là tranh giành đè nén gì cả. Để cái đẳng nhất thiết Phật hồi hướng đó, tới cái mức cao hơn chúng nữa đó, thì cái nhận nhục là cái sự mạng đáng kết với chúng sinh, và là mình làm nguyên tất cả cái chuyện mà đáng kết này cho mọi người cảm thấy là mình sống đó, là mình đáng kết với chư Phật chư Bồ Tát, và mình không còn phải ngồi mà tính toán từng chuyện nhỏ nhặt nữa. Và khi mà chỉ ở trong cái mức độ mà đẳng nhất thiết Phật hồi hướng đó, thì chỉ làm kiếp này có kiếp khác, mỗi kiếp đó là chỉ đều có cái hành nhận nhục, nhưng mà chỉ vẫn còn là một cái cá thể. Đến lúc mà phát quang địa đó thì chỉ trở thành cái màn lưới vô ngã, thì lúc đó là chỉ là cái sức mạnh mà nhận nhục nó truyền lan tới tâm thức và con tim của tất cả mọi người trong cái màn lưới của chị. Con cảm ơn thầy. Kính thưa quý vị, một cái chỗ mà quý vị có thể đến và học hỏi ôn bài, cũng như là để xem lại những cái bài note của thầy viết trên TV, đó là mời quý vị vào trang nhà từ bi phụng sự app.com, download app xuống và cùng học hỏi. Xin cảm ơn quý vị. Good morning, các bác, và happy Sunday. Về thầy Hằng Trường, người sáng lập hội. Thầy Hằng Trường là một tu sĩ Phật giáo có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Sinh ra tại Việt Nam, tu nghiệp tại Hoa Kỳ, xuất gia và tu học Phật pháp dưới sự chỉ dạy trực tiếp của sư phụ Tuyên Hóa. Thầy Hằng Trường đã làm việc và phục vụ các cộng đồng đa sắc tộc trên khắp châu Á, châu Mỹ và châu Âu. Thầy nổi tiếng với cách tiếp cận toàn diện nhằm hiện đại hóa và hội nhập Phật giáo vào với thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Đến nay, thầy Hằng Trường và các huấn luyện viên ITC khoảng 300 người đã giảng dạy môn thể dục càn khôn thập linh CK10 tại California, Texas, Hawaii, Canada, Pháp, Hungary và Đài Loan. Tác dụng lành trị và chuyển hóa của môn này đã được nhiều người tham gia trong các lớp học kiểm chứng. Trong một thế giới đang rất cần tình yêu thương và quan tâm, thầy Hằng Trường giảng dạy tinh thần 6 chữ T: thương, tha thứ, thôi, tùy, thoáng và thông. Và pháp tu Bồ Tát Đạo, phục vụ mọi người, nâng cao tinh thần và lành trị mạnh mẽ, vượt qua chủ nghĩa dân tộc, văn hóa, tạo hòa bình và hòa hợp cho bản thân và cộng đồng. Thật sự là một dấu ấn mới của Phật giáo trong thế kỷ 21. Em cảm thấy pháp của thầy Hằng Trường rèn luyện em đến chân thiện mỹ. Tôi cảm nhận là mình được cái phao trong biển đầy đau khổ khi đến với hội tử bi phụng sự. Lúc mà nghe mọi người tụ kinh, có cảm tưởng như mình đang trên thiên đàng. Hay quá là hay đi. Em muốn đóng góp công sức của mình cho hội tử bi phụng sự. Tử bi phụng sự, trao gửi yêu thương, nuôi dưỡng tâm linh. Em mời thầy. Cái phần cuối cùng gọi là cái tinh tấn ba la mật. Cái tinh tấn nghĩa là gì? Thì theo như bình thường, tinh tấn là mình phải siêng năng chỗ cần cù, siêng năng mình làm việc cái nào đó. Nhưng mà nếu mà tới cái mức độ sinh quỷ trụ là cái trụ thứ tư đó, thì tinh tấn nghĩa là gì? Có nghĩa là mình không ngừng lan tỏa cái ánh sáng cứ lan tỏa ánh sáng. Nó không còn nói cái chuyện bóng tối nữa. Làm sao mà cái kiến giải của mình càng ngày là càng cao hơn chú. Bây giờ chỉ nhìn cái bàn tay của thầy nè. Tức là cái bàn tay này đây nè, ba ngón tay. Tức là cái trụ đầu tiên, trụ thứ nhì, trụ thứ ba, sơ phạt tâm, ly, rồi đến cái trì địa trụ và phu hành trụ nằm ở đây. Thì nó chạy từ từ như vậy, đến lúc mà sinh quỷ trụ thì nó nhảy lên đây nè. Tức là một cái sự đột biến lên, nó nhảy lên cao lên như vậy. Tức là cái mức độ sinh quỷ trụ và cái mức độ của
ba cái trụ trước đó là nó có một sự nhảy vọt lên, vì tới chỗ này đó, tôi thính cái trụ này là mình bắt đầu mình lan tỏa cái ánh sáng rất là mạnh của cái chân tâm ra. Thế nên nó dính làm sao tới cái sự tinh tấn thôi. Thì cái tinh tấn đó, thì khi tinh tấn, ví dụ như chị để tinh tấn, bây giờ đó, chị muốn đi từ đây tới 1000 dặm bên kia, thì chị bước, cứ đi chậm như vậy đó. Nhưng mà tới lúc nào đó đó thì là chị giơ bàn tay lên, tự nhiên có cái xe hàng tới, vọt một cái, chị chạy rất là nhanh tại chỗ bên kia. Thì tinh tấn đó, bây giờ chị ngồi trên xe thôi, nhưng mà chị cũng tới về, cũng tinh tấn về, cũng tới nơi vậy, đúng không? Nhưng mà chị khỏe hơn, đúng không? Đúng. Khi mà chị chưa tới tinh tấn hay là tu hay là sinh quỷ trụ đó, thì chị làm, ngày nào cũng có, ngày nào cũng làm việc, bấm cái đồng chuông, ôi 5 giờ rưỡi sáng, ôi mệt quá, mình dậy lên nhảy xuống. Nhưng mà đến lúc mà chị tới sinh quỷ trụ đó, không cần nói cả, cứ đúng giờ là chị ra, chị làm nhẹ nhàng, chị không còn gọi là cái nỗ lực nữa, mà gọi là nó tự nhiên vô cùng, effortless. Tức là nó tự nhiên, nó vô trong người mình, cảnh sáng mình cứ lan tỏa. Mình không còn vật lộn với bóng tối nữa. Trước đó thì mình vật lộn với bóng tối, tới sau đó mình không vật lộn bóng tối. Bây giờ cũng giống như là bây giờ đó, chị thấy đó, khi con nít nó mới có nửa tuổi, 2 tuổi, chị đút nó ăn. Khi đến 2-3 tuổi, chị ngồi đó, chị phải dành, phải dỗ nó từ nó mày đút cho mày ăn đi, mà ngồi mà coi. Đến lúc 8 tuổi đó, chị ngồi ăn mà nó dành đồ chiều nó ăn. Yeah. Nó bùm lên một cái. Tức là cái chuyện đi xe đạp mình tập, lúc mà mình tập mình thấy khó khăn, đi 4 cái bánh, sau này còn 3 bánh, sau này 2 bánh. Sau rồi chị thấy sao nó dễ đi quá vậy, biking nó dễ đi quá vậy. Bây giờ mình đi 33 mile, lên Santa Barbara, đi này đủ thứ cả, đi lên đồi, lên dốc đủ thứ cả. Nhưng mà chị thấy không, là cái sự tiến triển tại cái tinh tấn 35 bậc là sinh quỷ trụ, cái trụ này đó là mình bây giờ mình không còn cột trói như hồi xưa, tức là mình đã master cái ánh sáng của mình đã tỏa ra nữa. Lúc chưa tới tinh tấn đó 35 bậc này đó, thì cái ánh sáng mình lan tỏa không được, bóng tối nó còn nhiều, nó còn đè mình. Bây giờ lúc ánh sáng nó lan tỏa ra, sung sướng vô cùng. Cho nên là cái kiến giải của mình cao hơn một nấc. Kiến giải tức là cái sự hiểu biết đó, không thầy? Cái vũ trụ quan của mình, cái nhìn của mình là cao hơn cấp. Chỉ nhìn một cái người mà là đi xe đạp, mà đi lên từ Los Angeles, mà đi đạp xe đạp lên Santa Barbara như vậy đó. Cái nhìn, cái kiến giải, cái sức lực của họ nó khác hẳn cái người mà chỉ lái xe chạy vòng trong nhà thôi. Hai xe đạp nó khác nhau mà. Đấy, thế nên cái tính quy trụ nó kinh khủng. Nhưng mà vô khuất nhiều hành là càng kinh khủng hơn nữa. Cái tính tận này là nghĩa là gì? Không ngừng lan tỏa cái sự sáng suốt vào trong mọi cái hành lành, trong mạng lưới nhân duyên của mình. Tức là cái chuyện gì mình cũng tính tận cả, chứ không phải chỉ cái tính tận là chỉ có tu thôi. Khi mà mình làm bất kỳ một cái chuyện gì tốt đó, thì tự nhiên là tính tận là vô cùng là lan tỏa ánh sáng của nó. Thí dụ, ok chị tu hành, nhưng bây giờ chị nói tôi muốn học chút xíu về cái nghề luật á. Rất là sáng, chị thì học rất là mau tinh tấn gì, nhưng mà chị có thể làm cho những người xung quanh đó, họ cũng có tinh tấn theo nữa đó. Là cái vô khuất nhiễu hả? Khuất nhiễu là bị bẻ gập nó gập xuống tắt. Khi mà chị tinh tấn trong cái, chị gọi là trong cái hành tinh tấn, trong cái mức mà gọi là vô khuất nhiễu hành đó, là chị cứ lan tỏa cái sự tinh tấn, cái năng lượng của chị nó lan tỏa kinh khủng luôn. Hành đi chuyện như chị làm cũng tinh tấn cả. Nhưng mà bây giờ chị thấy bây giờ đó, mình mời chị đi làm cái chuyện này, trời ơi con mệt quá, mời chị đi bay kia, được rồi con đi bay liền. Nhưng mời chị đi bộ, con mệt, mời chị đi tắm, tắm biển, rồi con đi. Nhưng mà chị thấy không, là mình giống như thế là mình, cái năng lượng của mình chỉ làm chuyện này, không làm được chuyện kia. Đến cái khuất nhiễu hành, không có cái chuyện tốt gì mình không làm được cả. Hôm nay là mình nói cái chuyện cái thú vui. Nhưng mà có những cái chuyện tốt, thì dù có người thì họ đi lo cho con nít, có người đi lo cho người già, có người thì họ chỉ lo cho con nít, họ không thể lo cho người già được. Họ nói không, tôi không lo người già, tôi khó. Nhưng mà khi khuất nhiễu hành đó, chỉ lo cho con nít cũng được, chỉ làm việc thiện cho người già cũng được, chỉ làm những việc thiện cho cái công ty này cũng được, chỉ làm việc thiện cho cái đạo này cũng xong, chỉ làm việc thiện cho tất cả mọi nơi, đều làm được hết. Khuất nhiễu hành đó là cái sức mà mình, cái ánh sáng nó mạnh mẽ và cũng làm chỗ nào cũng được cả. Cho nên đó, trong cái giai đoạn vô khuất nhiễu hành có nhiều Bồ Tát đó, là họ tái sinh lại, họ không làm người đạo Phật, họ làm người đạo Chúa, họ người làm đạo Hồi, họ làm người đạo Tà giáo, để chi vậy? Để mà làm cho mọi người đều mở cái tấm mà làm chuyện tốt, kinh khủng vô cùng. Nhưng đến cái thập hồi hướng, gọi là chí nhất thiết sự hồi hướng đó,
thì cũng cái tấm nguyện đó, nhưng mà bây giờ đó tinh tấn là cái sự mạng lan tỏa của mình tới mọi mạng lưới nhân duyên bậc chúng sanh lên một tâm giác ngộ mới. Nghĩa là sao? Cái là bây giờ đó, ok, tôi không phải làm Phật giáo, tôi làm đạo khác, không phải là một đời nha, tôi làm nhiều đời làm để chi vậy, để làm cho tất cả những người đó đó họ đều có cái năng lượng để mà đi tới cái chỗ tốt thôi. Cái người mà gọi là chỉ nhất thiệt sử đó, tức là tới tất cả mọi nơi, chỉ nhất thiệt sử là tới tất cả mọi nơi, chỗ nào tôi cũng tới cả, chỗ nào tôi cũng làm đó, và làm cái lành tinh tấn mạnh liệt, mạnh vô cùng, ai cũng tinh tấn tu hành cả. Cho nên các bạn thấy đó, là cái đạo Bồ Tát nó hay lắm, chứ không phải là chỉ có người Phật giáo. Những cái bậc Bồ Tát mà thập hồi hướng này đó, là chỉ nhất thiệt sử hồi hướng đó, họ đi vào trong lòng người và họ đi khắp mọi nơi hiện ra để mà làm sao, miễn là làm sao là mình làm tốt thôi, mình cái hào quang mình lan tỏa, mình bổ thí trì giới. Bây giờ cái cuối cùng cả mình dễ sợ, diêm huệ địa là cái địa mà mình đang nói chuyện đó. Thì cái diêm huệ địa, cái tính tận này đó là mạnh liệt lan tỏa quang minh của chân tâm, biến cái màn lưới nhân duyên thành cái màn lưới vị tha vô ngã. Tức là cái Bồ Tát diêm huệ địa này đó, bây giờ mình mới thấy cái bản chất của người cái Bồ Tát là ngài không còn là một cái thân xác, một cái người, một cái tấm thức nữa. Ngài là cái màn lưới vị tha vô ngã, mà ai rơi vào trong cái màn lưới đó thì họ đều tinh tấn mà lan tỏa cho hào quang của họ. Hào quang là có thể là có cái tên khác, hào quang của đạo Chúa, hào quang của đạo Hồi, hào quang của đạo Phật, hào quang của đạo Lão, hào quang của những cái người mà làm việc trong một cái tổ chức, của manager, họ là những người lãnh đạo cả, họ không ngồi trong thuyền, họ là người lái thuyền, họ là người captain, người lái thuyền đi cho họ, không phải ngồi trong thuyền, họ tự tài, họ làm cho tất cả mọi người mà tiến hóa. Nhưng mà cái sinh quỷ trụ vô khuất nhiễu hành và chỉ nhất thiết sự hồi hướng như hồi địa, tất cả đó, cái Bồ Tát này là các bạn thấy nó nằm, nó không phải là cái cấp mà nằm như mà hồi nãy thầy nói đó, mà cái cấp mà đột biến lên rất là cao. Ví dụ như sinh quỷ trụ đó, và cái trụ bình thường đó, lúc mình tinh tấn bây giờ đó, mình giống như mình đi xe, mình chạy rất là lẹ, rất là mau, cái sự hiểu biết rất là cao. Diêm huệ địa đó, cái bậc Bồ Tát diêm huệ địa đó, không những nếu mà ngài mở rộng ở đây bây giờ này, không những là ngài biết Phật giáo, ngài biết tất cả những cái tôn giáo, ngài biết nhân văn, ngài biết kỹ thuật, nghệ thuật, cái gì mà ngài mò tay tới là cái ánh sáng của này lan tỏa ra, không có cái gì mà ngài rờ tay vô mà ngài không thấu đạo cả. Bây giờ là mình đọc một sách, mình đọc nửa chừng hai phục thôi là mình gục xuống, không hiểu nói cái gì nữa, đừng có nói. Rồi mình ngồi cái chuyện, mình ngồi thời giờ mình nghe ba cái chuyện TV hay là cine, Netflix nó hết giờ rồi. Nhưng Bồ Tát nhìn vào địa đó là ngài sáng vô cùng, ngài đi tìm những cái nghệ thuật, những cái nhân văn, những cái chuyện để mà ngài rờ chỗ nào là chỗ đó là ngài sáng hết. Và ngài là cái màn lưới ánh sáng đã nối kết hết tất cả chúng sinh, vì ngài không có cái ngã, ngài là vô ngã. Kinh khủng vô cùng. Cho nên các bạn biết đấy, cái lý do mà tại sao mình phải giảng cái này đấy, thì mình mới có cái sự so sánh này, bạn mới hiểu được cái gì mà để làm chỗ nào. Chứ nếu mình không giảng cái này mình nói nữa thì các bạn không thể cảm nhận được cái vi tế của cái tâm thức. Câu hỏi như thế này thưa thầy. Chỉ có cái chữ bố thí thôi đó mà nó đã thay đổi ý nghĩa của nó từ theo cái tầng tâm thức, từng cái trụ một. Vậy thì cái thời mà Đức Phật giảng về chữ bố thí đó, thời mà ngài còn đang đương thời thầy giảng, thì cái sự mà giảng về cái chữ nghĩa bố thí thời đó đó, nó có được thầy ngài giảng qua bốn cái trụ đó không thưa thầy, hay là chỉ nằm trong Kinh Hoa Nghiêm thôi, mình không biết lúc đó, tại vì là cái đó là cái phần đó mà mình coi như là mình không biết cái lịch sử, tại mình không ở lúc đó, mình không biết là ngài còn nói không nói, nhưng mà cái biết là trong Kinh Hoa Nghiêm thầy nói là Phật dạy như vậy. Thì bây giờ thầy đang giảng là chỉ thầy nói là đây là quan điểm của từng cái trụ. Ý con muốn hỏi là cái sự mà sâu sắc mà thấu đáo của chữ từng chữ một như vậy, cái người ngài lúc mà ngài giảng có bao giờ ngài giảng không chắc chắn rồi, trí huệ của ngài cao gấp một tỷ lần trí huệ của thầy, thì đương nhiên là ngài phải biết những chuyện đó. Nhưng lại với thầy là phàm phu tục tử như vậy mà thầy còn biết, thì không lẽ là ngài không biết à, vô lý đúng không? Thầy nói ngài biết, thầy nói chắc chắn là ngài có nói, mà nói chỗ nào, ghi chép chỗ nào đó. Thì trong cái văn học của Pali đó, thì nhiều khi không nói, nhưng trong văn học của Đại Thừa Phật Giáo Hoa Nghiêm thì có ghi chép. Cái bộ kinh Hoa Nghiêm này, rồi những cái bộ kinh như Bảo Tích Kinh này, cái bộ kinh Bát Nhã, nó đều có Đại Trí Độ Luận là cũng nói về cái chuyện này rồi. Đại Trí Độ Luận của ngài Long Thọ, thế nên mình nghĩ là cái sự hiểu biết của ngài chắc chắn là có, ngài biết. Còn bây giờ không phải là bây giờ là thầy khai sáng ra không,
thầy lập lại cái gì mà người ta đã có. Câu hỏi con phải là ngày khai sáng mà con muốn hỏi là trong cái câu chuyện kinh, mà viết lại đó là ngài đã giảng những cái đó cho đại cho thì các đại đệ tử của kinh Hoa Nghiêm thôi, thì nằm trong kinh Hoa Nghiêm thôi. Đây. Thế nên tại sao đó là kinh Hoa Nghiêm người ta cứ nói là nó khó hiểu, là nó cao này nó, tại vì người ta không có tập luyện, người ta không có tu, người ta không nghiên cứu, thế nên người ta cứ nói nó khó này, chứ thực sự nó không phải là khó, nó cũng phải là mê tín, nó cũng phải là mơ hồ, nó không phải. Các bạn đọc đi thì các bạn sẽ thấy tất cả năm nó đỏ hết, nó không có cái gì mà Đức Phật mà không nói. Thành ra đó mình chỉ cần làm sao đó mình có cái lòng tin và mình nghiên cứu, mình học hỏi đó. Bây giờ thầy chỉ là analyze, thầy liệt kê lại, thầy làm lại cho nó rõ ràng, cho nên năm sẵn năm kinh hết trơn. Đấy. Thì còn một phút con xin thầy tóm cái bài này làm sao mà giờ tụi con hiểu được dễ. Thì không phải, thì tức là tất cả cái chuyện tu Phật pháp á, là nó đi từng tầng, mình đi cái này xong đi cái kia đi cái nọ. Các bạn nhìn lại cái hình đầu tiên mà thầy vẽ. Đầu tiên thầy lấy cái hình đầu tiên. Hình này đó là cái hình mà các bạn cần nhớ lại, là nó có từng tầng như vậy đó. Cái tâm thức của mình nó đi, mình là con người đó mà mình đi mình đứng đây bạn ha, bây giờ mình phải lên cái chỗ này, rồi xong rồi đó mình tiếp tục mình lên nữa, rồi tiếp tục đó mình lên nữa, không có cái gì khó cả. Và mỗi cái lúc mình lên đó, giống như mình leo núi đó, mỗi cái tầng leo núi đó, thì mình nhìn ra cái con cảnh bên ngoài là khác nhau. Càng lên cao thì mình càng thấy nó rộng rãi hơn, mà mình càng ở dưới thấp thì mình càng bị cây cối nó che. Mình ngồi cái nhà mà 100 tầng về trên, 38 tầng về trên, mình nhìn ra thì nó rộng rãi, mà mình ngồi để cái nhà cái lần tàu trệt gì thì mình không thấy. Thế đó là cái phần triết lý đó, nó quan trọng đến cái độ đó là nó mist. Mist có nghĩa là không ai biết. Cái đạo Phật, kinh Hoa Nghiêm nó độc đạo là bởi vì nó nói được cái chuyện đó. Nhưng mà cái đạo Phật mà không phải kinh Hoa Nghiêm đó, thì họ không nói tới cái khía cạnh đó. Họ chỉ cần nói cái khía cạnh là làm sao mình tin tưởng đi, mình sao mà ăn hiền ở lành đi rồi xong. Hoa Nghiêm không nói như vậy. Ăn hiền ở lành nó có nhiều cái trình độ, và làm sao chúng ta đi từ cái trình độ thấp nhất tới cái trình độ mà cao nhất để cho mình tiến hóa. Và vì vậy cho nên Hoa Nghiêm có thể nói là nó là cái trí huệ mà tuyệt cao của nhà Phật. Con cảm ơn thầy. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Quý vị nhớ, quý vị vào trong trang nhà từ bi phụng sự app.com. Quý vị sẽ ôn lại tất cả những bài mà thầy giảng hôm nay và trong cái thời lúc này mà quý vị rảnh rỗi. Cảm ơn quý vị đã một lần nữa, và mời quý vị hẹn gặp quý vị vào tuần sau. Em xin kính chào quý vị.